Tin tổng hợp ngày 26 tháng 3 Điện Kremlin tuyên bố không nước nào miễn nhiễm với khủng bố. Ảnh vệ tinh cho thấy trung tâm liên lạc hạm đội Biển Đen của Nga bị hư hại sau khi chúng hỏa tiễn của Ukraine. Ông Trump chỉ có kẻ ngốc mới không phản ứng như Israel đã làm với ngày 7 tháng 10. Tòa phúc thẩm New York giảm phí bảo lãnh cho ông Trump xuống 175 triệu đô la Mỹ. Chính phủ Anh phát động chiến dịch truyền thông xã hội nhằm ngăn chặn di dân bất hợp pháp từ Việt Nam chiến khu phía đông của quân đội Trung Quốc bộc lộ những tín hiệu bất thường. Quý vị đang theo dõi mục tin tổng hợp ngày 25 tháng 3 của DKN News. Sau đây là nội dung bản tin. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25 tháng 3 cho biết không có quốc gia nào miễn nhiễm với khủng bố. Hãng tin Reuters cho hay, ông Peskov đưa ra phát biểu này khi được hỏi liệu có thất bại lớn nào của các cơ quan an ninh Nga trong việc ngăn chặn cuộc tấn công chết người vào tối thứ Sáu ở ngoại ô Moscow hay không. Đến nay, có ít nhất 137 người thiệt mạng và 182 người bị thương khi bốn người đàn ông xông vào và xả súng, phóng hỏa, phòng hoa nhạc có sức chứa hơn 6.200 người ở ngoại ô Moscow vào tối ngày 22 tháng 3 tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo từ xương IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, Nga dường như không quan tâm đến phát ngôn này. Ông Peskov nói với các phóng viên rằng cuộc điều tra đang được tiến hành và cho đến nay không có kịch bản nào được đưa ra cả. Mỹ và một số nước phương Tây khẳng định Ukraine không liên quan đến vụ khủng bố ngày 22 tháng 3. Washington cách đây hai tuần đã cảnh báo công dân của họ ở Nga về khả năng xảy ra một cuộc tấn công ở thủ đô Moscow. Khi được hỏi... Liệu các cơ quan an ninh Nga có cần sự hỗ trợ từ phương Tây hay không? Ông Peskov khẳng định các cơ quan đặc biệt của Nga đang hoạt động độc lập, hiện tại không có bất kỳ sự trợ giúp nào. Các hình ảnh vệ tinh được công bố cho thấy hậu quả của một cuộc tấn công hỏa tiễn mà quân đội Ukraine tuyên bố nhằm vào một trung tâm liên lạc hạm đội biển Đen của Nga ở thành phố Sevastopol, thuộc bán đảo Crimea. Hai bức ảnh chụp ngày 21 và 24 tháng 3 của công ty cung cấp dữ liệu vệ tinh Planet Labs cho thấy mái của một tòa nhà bị sập trong vụ tấn công. Trước đó, vào hôm Chủ nhật ngày 24 tháng 3, quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công thành công trung tâm liên lạc, các cơ sở hạ tầng không xác định, cũng như hai tàu đổ bộ lớn của Nga là Yanman và Azov, giáng thêm một đòn nữa vào đội quân của ông Putin đang đồn trú ở Crimea. Các quan chức Nga không xác nhận thiệt hại sau vụ tấn công. Nhưng thống đốc Sevastopol, Mikhail Razov-Zayev, trên kênh Telegram nói rằng đây là cuộc tấn công lớn nhất trong thời gian gần đây. Thưa quý vị, không phận châu Âu xảy ra tình trạng hàng nghìn máy bay bị gây nhiễu tín hiệu định vị toàn cầu GPS chỉ trong 48 giờ. tờ Newsweek dẫn một báo cáo tình báo nguồn mở đưa tin hơn 1.614, bao gồm cả phi cơ thương mại, đã bị gây nhiễu hệ thống GPS trên không phận Đông Âu chỉ trong chưa đầy 2 ngày cuối tuần qua. Báo cáo cho hay, nhiều phi cơ bị gây nhiễu là máy bay chở khách bay ở khu vực biển Baltic. Tình trạng gây nhiễu được ghi nhận trên diện rộng khắp Ba Lan và miền Nam Thụy Điển vào sáng sớm ngày 23 tháng 3. Máy bay gần khu vực Baltic và một số quốc gia NATO ở Đông Âu đã báo cáo về việc tín hiệu GPS bị gây nhiễu. Hành động can thiệp hoặc giả mạo các tín hiệu của hệ thống định vị toàn cầu GPS và hệ thống định vị dẫn đường toàn cầu GNSS có thể gây nhầm lẫn cho máy bay có người lái, không người lái hoặc khiến hệ thống định vị của chúng tin rằng các phi cơ này đang ở một vị trí khác. Chưa bên nào lên tiếng chính thức về thông tin này, nhưng Newsweek dẫn lời các chuyên gia cho rằng vụ việc có thể liên quan tới khu vực Kaliningrad, lãnh thổ của Nga ở Baltic. Nga được cho là có nguồn lực tác chiến điện tử EW đáng kể ở Kaliningrad. Một quan chức quốc phòng Litva nói với tờ Newsweek hồi đầu tháng này, các lực lượng vũ trang Nga có nhiều loại thiết bị quân sự chuyên dùng để can thiệp vào hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu GNSS, bao gồm gây nhiễu và giả mạo ở khoảng cách, thời gian và cường độ khác nhau. Tướng Martin Herem, người đứng đầu lực lượng phòng vệ Estonia, nói với Bloomberg vào cuối tháng 1 rằng kỹ năng sử dụng tác chiến điện tử của Nga là khá mạnh. Các phi công giấu tên nói với Fox hồi đầu năm nay rằng họ đã tắt định vị GPS để chuyển sang sử dụng các hệ thống khác chẳng hạn như hệ thống dẫn đường quán tính khi bay gần biển Baltic và các quốc gia xung quanh. Một quan chức Bộ Quốc phòng Ba Lan trước đây đã nói với Newsweek rằng việc Nga gây nhiễu quanh biển Baltic nhằm mục đích gieo rắc bầu không khí đe dọa và cảm giác bất lực trong xã hội. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà nhài san tuyết bàn liền. Trà có vị chát nhẹ, ngọt bùi và thơm đậm hương nhài. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573 Xin trân trọng cảm ơn. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai ngày 25 tháng 3 đã thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza sau khi Hoa Kỳ bỏ phiếu trắng. Đài CNN dẫn lời hai quan chức Israel cho biết quyết định bỏ phiếu trắng của Washington đã khiến Israel tức giận. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã hủy chuyến đi đã lên lịch tới Mỹ của hai cố vấn hàng đầu của ông. Trong một tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Mỹ đang làm tổn hại đến nỗ lực chiến tranh và nỗ lực giải thoát con tin bằng quyết định này, tuyên bố gọi quyết định này là một sự rút lui rõ ràng khỏi quan điểm nhất quán của Mỹ trong Hội đồng Bảo an kể từ đầu cuộc chiến và quyết định này mang lại cho Hamas hy vọng rằng áp lực quốc tế sẽ cho phép họ đạt được lệnh ngừng bắn mà không thả con tin của chúng tôi. Mỹ trước đây đã phủ quyết các nghị quyết tương tự kêu gọi ngừng bắn. Việc Hoa Kỳ bỏ phiếu trắng hôm thứ hai đã khiến cho việc thông qua nghị quyết trở nên khả thi. Với 14 thành viên khác của hội đồng bỏ phiếu đồng ý, nghị quyết do 10 thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an đưa ra có tính ràng buộc về mặt pháp lý, yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức trong tháng Ramadan, thả ngay lập tức và vô điều kiện các con tin và nhu cầu cấp thiết phải mở rộng dòng viện trợ vào Gaza. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trên mạng xã hội X cho biết, việc không thực hiện nghị quyết này sẽ không thể tha thứ. cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã bày tỏ sự ủng hộ đối với phản ứng của Israel trước vụ thảm sát ngày 7 tháng 10 của Hamas. Ông nói với Israel Hayom, một tờ báo tiếng Do Thái trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Hai ngày 25 tháng 3, rằng chỉ có kẻ điên hoặc kẻ ngốc mới không phản ứng như Israel đã làm với ngày 7 tháng 10. Đó là một cuộc tấn công khủng khiếp. Ông Trump nói thêm, những gì tôi chứng kiến ngày 7 tháng 10 là một trong những điều đáng buồn nhất mà tôi từng chứng kiến nhưng ông lưu ý rằng Israel nên chấm dứt cuộc giao tranh. Các bạn phải kết thúc cuộc chiến của mình. Để kết thúc nó, các bạn phải hoàn thành nó, và tôi chắc chắn các bạn sẽ làm điều đó. Và chúng ta phải đạt được hòa bình, chúng ta không thể để chuyện này tiếp diễn. Ông Mike Pompeo, người từng giữ chức ngoại trưởng dưới thời chính quyền của ông Trump, hôm thứ Bảy đã công khai ủng hộ chiến dịch quân sự của Israel tại thành phố Rafah ở miền nam Gaza, thành trì cuối cùng của Hamas ở giải đất này. Trên mạng xã hội X, ông Pompeo nhấn mạnh, Việc cho phép Hamas ở lại Rafah sẽ giống như lính cứu hỏa chỉ dập tắt được 80% đám cháy. Chúng ta nên ủng hộ sứ mệnh đánh bại hoàn toàn Hamas của Israel. Về phần mình, ông Trump nói rằng nếu ông còn là tổng thống, Hamas sẽ không bao giờ dám làm điều đó, bởi vì họ biết rằng sẽ có những hậu quả rất lớn. Theo cuộc thăm dò của kênh 12 công bố ngày 12 tháng 3, 44% người Israel muốn ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, so với 30% muốn ông Biden bảo đảm nhiệm kỳ thứ hai. Tòa phúc thẩm New York giảm phí bảo lãnh cho ông Trump xuống 175 triệu đô la Mỹ. Ngày 25 tháng 3, Tòa phúc thẩm New York đã đồng ý cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump thêm 10 ngày để nộp 175 triệu đô la Mỹ bảo lãnh cho khoản tiền phạt 454 triệu đô la Mỹ. Đây được coi là chiến thắng trong nỗ lực xử lý loạt vấn đề pháp lý đang bủa vây của cựu Tổng thống. Ông Trump lập tức đăng trên mạng xã hội Trust Social rằng sẽ tuân theo quyết định của tòa phúc thẩm. Tôi rất tôn trọng quyết định của tòa phúc thẩm và sẽ nộp 175 triệu đô la Mỹ tiền mặt, trái phiếu hoặc cổ phiếu hoặc bất cứ loại hình nào cần thiết. Rất nhanh thôi. Cựu Tổng thống Mỹ cho biết Tổng trưởng lý New York Letitia James, người khởi xướng vụ kiện dân sự khiến ông Trump bị tuyên phạt hàng trăm triệu đô la Mỹ, nói cựu Tổng thống vẫn phải chịu trách nhiệm vì hành vi gian lận đáng kinh ngạc của bản thân. Thẩm phán New York Arthur Egoran hồi tháng 2 phán quyết cựu Tổng thống Trump và hai con trai ông phải nộp phạt 355 triệu đô la Mỹ với cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản để được hưởng các khoản vay hay điều khoản bảo hiểm ưu đãi. Cộng với tiền lãi, ông Trump phải nộp phạt tổng cộng 454 triệu đô la Mỹ. Ông Trump không chấp nhận phán quyết của tòa và đã để đơn kháng cáo, nhưng luật quy định ông vẫn phải nộp phạt trong quá trình chờ kết quả kháng nghị. Nếu kháng cáo thành công, số tiền đã nộp phạt sẽ được trả lại cho cựu tổng thống. Nhóm pháp lý của cựu tổng thống đã tiếp cận hàng chục công ty bảo lãnh cho khoản phạt nhưng đều không thành công. Trước khi tòa phúc thẩm giảm tiền bảo lãnh số 175 triệu đô la Mỹ, ông Trump đã lo phải bán tháo bất động sản để có tiền nộp bảo lãnh hoặc bị chính quyền New York tịch thu tài sản. Theo ước tính của Forbes, vào tháng 9 năm 2023, ông Trump sở hữu khối tài sản khoảng 2,6 tỷ đô la Mỹ. Bộ Nội vụ Vương quốc Anh vừa phát động một chiến dịch truyền thông xã hội nhằm ngăn chặn di cư bất hợp pháp ngày một tăng từ Việt Nam. Chiến dịch bắt đầu ngày 25 tháng 3 bằng cách sử dụng quảng cáo trên Facebook và YouTube để cảnh báo cho những người ở Việt Nam có thể đang cân nhắc thực hiện các chuyến đi bất hợp pháp đến Anh theo một thông báo được đưa ra cùng ngày trên trang web của chính phủ Anh. Bộ Nội vụ Anh nói rằng, ngày càng có nhiều người Việt Nam di cư bất hợp pháp đến Anh bằng thuyền nhỏ và quốc gia Đông Nam Á này nằm trong số 10 nước hàng đầu có nhiều người di cư vượt eo biển măng vào Anh một cách phi pháp. Các còng cáo sẽ được viết bằng tiếng Việt và có lời khai của những người đã bị các nhóm buôn người lừa đảo. Bộ Nội vụ Anh nói rằng, chiến dịch ở Việt Nam được phát động sau hoạt động tuyên truyền trên mạng xã hội thành công ở Albany vào năm ngoái, góp phần giảm 90% số lượng thuyền nhỏ chở người di cư từ Albany. Một thống kê do Bộ Nội vụ Anh công bố hồi tháng 3 năm 2022 cho thấy số người bị nghi là nạn nhân buôn người tới nước này cao kỷ lục trong một thập niên qua. Trong đó, số nạn nhân người Việt Nam cao thứ ba chỉ sau so người bản xứ và người Albany. Anh được xem là một trong những điểm đến chính của nạn nhân buôn người Việt Nam và cũng là nơi 39 người di cư bất hợp pháp mang quốc tịch Việt Nam bị phát hiện chết trong một xe tải đông lạnh hồi tháng 10 năm 2019. Các quảng cáo mới được Bộ Nội vụ Anh tung ra sẽ vạch trần những thông tin do các băng đảng tội phạm lan truyền và cho thấy những người thực hiện cuộc hành trình có nguy cơ mắc nợ và bị lợi dụng bởi các băng nhóm buôn người, những kẻ kiếm lợi từ việc tạo điều kiện cho các thuyền nhỏ vượt biển đến Anh. Chiến dịch cũng sẽ cảnh báo người di cư Việt Nam về thực tế cuộc sống bất hợp pháp ở Anh không có quyền và không được tiếp cận các dịch vụ công hay nguồn tài trợ ở Anh. Thông qua những lời khai thực sự từ những người hối hận vì đã đến Anh bất hợp pháp. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà kim long của Tâm Xuân. Trà có vị ngọt bùi, ngậy béo, sắc nước vàng ánh lục, hương thơm sâu và dịu nhẹ. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 25 tháng 3 cho biết ông sẽ không cử phái đoàn như dự kiến tới Washington sau khi Hoa Kỳ kiềm chế phủ quyết một đề xuất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Theo một tuyên bố từ văn phòng của ông, ông Netanyahu cho biết việc Washington không ngăn chặn đề xuất này là một sự rút lui rõ ràng khỏi quan điểm trước đó của mình và sẽ làm tổn hại đến các nỗ lực chiến tranh chống lại Hamas cũng như nỗ lực thả hơn 130 con tin đang bị giam giữ ở Gaza. Văn phòng của ông cho biết, trước sự thay đổi trong quan điểm của Mỹ, Thủ tướng Netanyahu đã quyết định phái đoàn sẽ không đến Mỹ. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và hàng nhóm Hồi giáo Hamas của Palestine và thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các con tin. Hoa Kỳ đã bỏ phiếu trắng. Tòa Bạch Ốc phủ nhận việc Mỹ bỏ phiếu trắng phản ánh sự thay đổi trong chính sách của Mỹ phái đoàn cấp cao dự kiến tới Washington để thảo luận về kế hoạch một hoạt động quân sự của Israel tại thành phố Rafah ở phía nam Gaza, nơi có hơn một triệu người Palestine đang trú ẩn. Người phát ngôn an ninh quốc gia tòa Bạch Ốc John Kirby đã đưa ra các câu hỏi về quyết định của Israel rút khỏi cuộc họp trong tuần này đúng như lời ông Netanyahu tuyên bố. Ông Kirby cho biết quyết định này thật đáng tiếc, nhưng Hoa Kỳ sẽ nêu lên những lo ngại về chính sách của Israel như một phần của các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa hai chính phủ. Tại Israel, lãnh đạo phe đối lập trong quốc hội, ông Yair Lapid cáo buộc ông Netanyahu đang cố gắng chuyển sự chú ý khỏi sự dạn nứt trong liên minh của ông về dự luật nghĩa vụ quân sự gây tổn hại đến mối quan hệ với Hoa Kỳ. Đại sứ Nga Sergei Andreev đã không đến Bộ Ngoại giao Ba Lan. Ông được triệu tập đến đó sau khi một hỏa tiễn của Nga đã bay vào không phận Ba Lan. Điều này đã được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố với Sky News ngày 25 tháng 3. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan, nước này muốn trao công hàm, phản đối cho đại sứ Nga Sergei Andreev, nhưng ông đã không đến bộ khi được triệu tập. Quan chức Ba Lan cho biết công hàm phản đối sẽ được gửi theo cách khác. Ngày 24 tháng 3, quân Nga một lần nữa tiến hành một cuộc tấn công hỏa tiễn lớn vào Ukraine với 29 hỏa tiễn phóng từ 14 máy bay Tu-95MS và 28 máy bay không người lái. Một trong số hỏa tiễn đó đã bay vào không phận Ba Lan. Sau đó, Bộ Ngoại giao nước này đã triệu tập đại sứ Nga, đồng thời lên án hành động như vậy của Nga. Tin tiếp theo Gần đây, các hành động khiêu khích của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở eo biển Đài Loan và Biển Đông ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Mới nhất, ngày 23 tháng 3, Cảnh sát biển Trung Quốc lại tấn công một tàu Philippines bằng voi rồng trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Cùng lúc đó, chiến khu phía đông của quân đội Trung Quốc bộc lộ những tín hiệu bất thường. Theo bài đăng trên báo Sao Học Hốp của tác giả Ngô Vĩ Kiển, có vẻ như Bắc Kinh đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Đài Loan. Ngày 23 tháng 3, lực lượng vũ trang Philippines cho biết trên nền tảng mạng xã hội rằng tàu của họ đã bị hư hại nghiêm trọng do cuộc tấn công bằng vòi rồng liên tục của Cảnh sát biển Trung Quốc. Quân đội Philippines cũng đính kèm đoạn video ghi lại vụ tấn công từ phía cảnh sát biển Trung Quốc. Đoạn video cho thấy hai tàu Trung Quốc tấn công dữ dội từ cả hai phía và từ nhiều góc độ khác nhau bằng tia nước áp suất cao. Trong toàn bộ quá trình, thái độ hống hách và hung hãn của cảnh sát biển Trung Quốc đã khiến người xem thấy kinh ngạc. Video cho thấy tàu tiếp tế của Philippines nhiều lần có nguy cơ bị lật úp. Đây là tranh chấp mới nhất trong các xung đột hàng hải gần đây giữa Trung Quốc và Philippines. Cùng lúc, một bức ảnh chụp từ bãi tập của quân đội Trung Quốc thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông phát đi tín hiệu bất thường. Bức ảnh cho thấy lưới bảo vệ khung được sử dụng rộng rãi trên xe tăng trong chiến tranh Nga-Ukraine đã được quân đội Trung Quốc áp dụng rộng rãi, và lưới bảo vệ bên ngoài này được thiết kế đặc biệt để đối phó với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử đã trở nên phổ biến trong chiến tranh Nga-Ukraine, đặc biệt là trong cuộc chiến trên đường phố đô thị. Theo truyền thông Trung Quốc, bức ảnh chụp tại bãi huấn luyện của Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông cho thấy mục tiêu chiến đấu rất rõ ràng của quân đội Trung Quốc, đó là các hoạt động quân sự chống lại Đài Loan. Trong ảnh, bên cạnh chiếc xe chiến đấu bộ binh bánh lốp ZBL08 nội địa, một hạ sĩ quan Trung Quốc đang giải thích chiến thuật cho một trung đội, có lẽ là để huấn luyện theo chủ đề. Theo nguồn tin, xe bọc thép bánh lốp ZBL08 là thiết bị chiến đấu chủ lực của lữ đoàn tổng hợp quân đội Trung Quốc. Điều đáng chú ý là phía trên tháp pháo của loại xe chiến đấu bộ binh bánh lốp này có một thiết bị không nguyên bản, đó là tâm lưới bảo vệ trên nóc đã thu hút sự chú ý kể từ khi xung đột nga-Ukraine bùng nổ và trở nên phổ biến trên chiến trường Ukraine. Có nhiều loại máy bay không người lái nhỏ và nhanh để ngăn chặn những máy bay không người lái này thực hiện các cuộc tấn công cảm tử hoặc ném bom vào xe tăng và xe bọc thép. cả quân đội nga và Ukraine đều lắp đặt áo giáp kiểu hàng rào hoặc lưới bảo vệ trên xe tăng xe bọc thép và các thiết bị khác bởi vì loại lưới bảo vệ này thực sự có thể ngăn chặn nhiều máy bay không người lái cảm tử và một số chất nổ ngoài ra các nguồn tin cho biết ngoài lưới bảo vệ máy bay không người lái được bổ sung vào xe bọc thép còn có một điểm ẩn chứa nhiều thông tin khác trong bức ảnh đó là bãi tập của bộ chỉ huy chiến khu miền đông có những đường phố và tòa nhà được xây dựng mô phỏng các cuộc chiến đấu trên đường phố. Khung cảnh mô tả một phòng tập taekwondo thật ở quận Dương Mai, thành phố Đào Viên. Trên tấm biển bên ngoài tòa nhà, trong sân tập, hiện rõ dòng chữ phòng tập cử quang taekwondo, cùng với số điện thoại đăng ký tuyển sinh. Theo tác giả Ngô Vĩnh Kiện, quân đội Trung Quốc rất chú trọng đến việc xây dựng địa điểm huấn luyện. Không khó để tưởng tượng rằng quả thực họ đã dành rất nhiều tâm huyết và nguồn lực cho việc nghiên cứu và huấn luyện với các vấn đề chiến đấu trên đường phố phát sinh trong cuộc tấn công vào Đài Loan. Các chuyên gia phân tích đây là lần đầu tiên xe tăng, xe bọc thép của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông được trang bị lưới bảo vệ. Vì họ là lực lượng chủ lực chống Đài Loan, nên rõ ràng các trang bị mới và việc huấn luyện này là nhằm vào đô thị. Ý đồ rất rõ ràng qua bức ảnh. Tuy nhiên, một số người ngoài cuộc cho rằng dù ông Tập Cận Bình có chuẩn bị kịch bản tấn công Đài Loan thế nào, thì mọi chuyện cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Bởi vì cuộc tấn công vào Moscow đã bộc lộ những điểm yếu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo British Sky News, nhà nước Hồi giáo đã công bố một đoạn video về những gì họ nói là một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc quốc gia Moscow. Trước cuộc tấn công này, Mỹ đã đưa ra cảnh báo vào ngày 7 tháng 3 nói rằng họ đang theo dõi các báo cáo về kế hoạch của những kẻ cực đoan nhằm mục tiêu vào các cuộc tụ tập quy mô lớn, bao gồm cả các buổi hòa nhạc ở Moscow, để tiến hành các cuộc tấn công và thậm chí còn cảnh báo riêng với các quan chức nga. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, điện kremlin vẫn cười nhạo hoa kỳ. họ không ngờ tình báo mỹ quá chính xác. tác giả ngô vĩnh kiện nhận định điều này càng chứng tỏ mỹ có năng lực tình báo tốt nhất thế giới. nếu ông tập cận bình lên kế hoạch tấn công đài loan, có thể ông tập sẽ không thoát khỏi tầm ngắm của cơ quan tình báo mỹ. kính mời quý vị cùng thưởng thức cà phê sạch bùi ma thuật. Cà phê Đông Minh Giang xay Mộc Robusta thơm nồng, đắng đậm, không chua, tạo bọt tốt. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Tin tiếp theo: Lực lượng nga đã phóng hỏa tiễn siêu thanh zircon thế hệ mới nhằm vào các địa điểm quan trọng ở trung tâm thủ đô Ukraine vào sáng sớm thứ hai, ngày 25 tháng 3. Thời điểm xảy ra vụ tấn công của nga trùng với lễ kỷ niệm thành lập của cơ quan an ninh Ukraine SBU và điều này cho thấy đây là một cuộc tấn công có chủ đích và được lên phương án chuẩn bị kỹ càng của Điện Kremlin. Các báo cáo chỉ ra rằng các hỏa tiễn siêu thanh của Nga là loại Zikon 3M22. Những hỏa tiễn này được phóng từ các hệ thống hỏa tiễn trên mặt đất đặt tại Crimea. Những hỏa tiễn siêu thanh thế hệ mới này bay với tốc độ đáng kinh ngạc. Chúng vượt qua quãng đường từ Crimea đến thủ đô Ukraine trong khoảng từ 5 đến 6 phút. Hỏa tiễn Zikon hiện tại có tầm bắn 1.000 km và di chuyển với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh. Tốc độ siêu thanh của hỏa tiễn Zircon đã đặt ra thách thức ghê gớm đối với các hệ thống phòng không Ukraine vì họ có quá ít thời gian để phản ứng. Nhiều vụ nổ đã được nghe thấy ở Kyiv vào sáng thứ hai và đây là cuộc tấn công lần thứ ba của Nga nhằm vào thủ đô Ukraine chỉ trong vòng 5 ngày. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh các lực lượng của Điện Kremlin ngày càng gia tăng các cuộc oanh tạc từ trên không. Chính quyền Kyiv cho biết đã có một tòa nhà dân cư bị hư hại và các mảnh vỡ từ việc đánh chặn của lực lượng phòng không đã rơi xuống nhiều khu vực khác nhau. Thị trưởng Kyiv Vitaly Klitschko cho biết có hai phụ nữ khác đã bị thương sau vụ tấn công. Vụ tấn công này xảy ra ba ngày sau khi diễn ra vụ nổ súng tại đêm nhạc rock ở Nga khiến hơn 130 người thiệt mạng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định vụ tấn công này có liên quan với Ukraine. Các nhà phân tích dự đoán ông Putin có thể sử dụng cuộc tấn công ở Moscow làm căn cứ cho cuộc chiến và làm cái cớ để leo thang các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine hôm qua 25 tháng 3 đưa tin về những thiệt hại nghiêm trọng đối với tàu đổ bộ lớn Yaman của Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine trước đó ngày 24 tháng 3 đã có báo cáo về các cuộc tấn công nhằm vào các tàu đổ bộ lớn Yaman và Azov và một trung tâm liên lạc cùng với một số cơ sở hạ tầng của hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol. Và đến ngày 25 tháng 3, cơ quan tình báo quân sự Ukraine đưa tin tàu đổ bộ Yaman đã bị hư hại nghiêm trọng. Đặc biệt, vụ tấn công đã tạo ra một lỗ thủng ở bong tàu và khiến nó nghiêng sang mạn phải. Theo thông tin tình báo của Ukraine, lực lượng chiếm đóng Nga đã phải liên tục bơm nước ra khỏi con tàu này. Thống đốc Sevastopol của Nga thừa nhận rằng cuộc tấn công vào Sevastopol của Ukraine vừa rồi là đợt tấn công quy mô lớn nhất trong thời gian gần đây. Ông này cũng cho biết, ngoài những hỏa tiễn Ukraine đánh trúng mục tiêu, không quân Nga đã bắn hạ hơn 10 hỏa tiễn khác. Theo Cơ quan Truyền thông Chiến lược của Lực lượng Vũ trang Ukraine, quân đội nước này đã vô hiệu hóa khoảng 33% tổng số tàu chiến thuộc hạm đội Biển Đen của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến đến nay. Đại kỳ nguyên tiếng Trung dẫn tin về việc Philippines lại một lần nữa triệu tập đại sứ Trung Quốc vào hôm qua thứ Hai, ngày 25 tháng 3, để phản đối những hành động hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông vào cuối tuần trước. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cũng lên tiếng chỉ trích vì sao Bắc Kinh không hành xử theo quy định của luật pháp quốc tế nếu thực sự tin rằng mình có chủ quyền trên Biển Đông. Như tin đã đưa, vào thứ Bảy tuần trước, Trung Quốc và Philippines lại đụng độ ở vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines đã lên tiếng cáo buộc cảnh sát biển Trung Quốc sử dụng voi rồng để tấn công một tàu tiếp tế của Philippines tại bãi cạn Yojin, phía Trung Quốc gọi là bãi cạn Second Thomas. Hành động của Trung Quốc đã làm hư hại con tàu và làm bị thương một số thủy thủ đoàn. Philippines cho biết cuộc đối đầu giữa hai bên kéo dài khoảng 8 giờ. Hôm thứ Hai, ngày 25 tháng 3, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào các hoạt động hợp pháp và thường lệ của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế và điều này là không thể chấp nhận được. Tuyên bố từ phía Philippines nêu rõ hành động của phía Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Philippines. Quốc gia này cũng lên tiếng yêu cầu các tàu Trung Quốc phải rời khỏi khu vực. Tại một diễn biến khác, đại sứ quán Philippines tại Bắc Kinh cũng đã đưa ra phản đối tương tự với Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Phía Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh họ đã có những nỗ lực chân thành nhằm xoa dịu căng thẳng. Tuy nhiên, hành vi hung hăng của Trung Quốc đặt ra câu hỏi về sự chân thành của nước này trong việc xoa dịu căng thẳng và thúc đẩy hòa bình. Trong những tháng gần đây, Trung Quốc và Philippines đã nhiều lần xảy ra các cuộc đối đầu tương tự tại cùng một địa điểm. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Họ khẳng định điều này bằng cách sử dụng đường chín đoạn trên bản đồ. Đường này cắt vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia phòng đặc biệt của Tòa trọng tài thường trực ở La Hay đã ra phán quyết vào năm 2016 rằng các yêu sách của Trung Quốc đối với Biển Đông không có cơ sở luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc từ chối công nhận kết quả này và vẫn chỉ đạo khai triển hàng trăm tàu cảnh sát biển ở Biển Đông để tuần tra vùng biển mà họ cho là thuộc về Trung Quốc. Hôm thứ Hai, ngày 25 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro cũng đưa ra những nhận xét có thể khiến Trung Quốc tức giận. Ông nói với phóng viên rằng nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngại thể hiện yêu sách của mình với thế giới, thì tại sao hai quốc gia lại không phân xử theo luật pháp quốc tế? Ông Teodoro nói thêm, Trung Quốc đã xâm nhập vào lãnh thổ của chúng tôi và không nước nào tin tuyên bố của họ. Cũng trong ngày hôm qua, bên cạnh các nỗ lực ngoại giao phản đối Trung Quốc, các quan chức an ninh hàng đầu của Philippines đã tổ chức một cuộc họp để đưa ra các đề xuất cho tổng thống Ferdinand Marcos Jr về cách giải quyết vấn đề tranh chấp này. Tân Hoa xã hôm qua đưa tin về việc Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân đã gặp Phó Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia và Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia vào hôm qua tại Bắc Kinh. Tại cuộc gặp, hai bên đã cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau và thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác quân sự giữa hai nước. phía Trung Quốc cho biết tình hữu nghị Trung Quốc Campuchia tiếp tục phát triển theo thời gian và việc xây dựng cộng đồng trung quốc campuchia cùng chia sẻ tương lai đã bước vào một kỷ nguyên mới có chất lượng cao trình độ cao và tiêu chuẩn cao dưới sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo hai quốc gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện sự đồng thuận về hợp tác quân sự mà lãnh đạo hai nước đã đạt được ông đồng quân đại diện phía trung quốc cho rằng hai bên cần tăng cường trao đổi chiến lược tận dụng các cơ chế hợp tác nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác để đóng góp cho hòa bình khu vực. Về phía đại diện Campuchia cũng hưởng ứng nội dung phát biểu của ông Đồng Quân và tuyên bố sẽ kiên quyết duy trì nguyên tắc một Trung Quốc, cũng như sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để tăng cường hợp tác và trao đổi giữa quân đội hai quốc gia. Thưa quý vị, mục tin tổng hợp của DKN News đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.